الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة فريضة واجبة وصلاة نافلة مستحبة. في chương lệnh nguyện صلاة nó chia làm hai loại. Một hành một chương lệnh nguyện صلاة bắt buộc và những cuộc chương lệnh nguyện صلاة tự nguyện. الصلاة الواجبة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة. لابد أن نصلي في كل يوم خمس صلوات. Những cuộc hành lễ bắt buộc đó chính là những cuộc hành lễ đã được mặc định cho những người Muslim phải hành lễ 5 lần một ngày. صلاة الفجر ركعتين. Việc hành lễ Fajr 2 ركعات. صلاة الظهر 4 ركعات. Và hành lễ Dhuhr 4 ركعات. صلاة العصر 4 ركعات. Cuộc hành lễ Asr 4 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات. هل المغرب 4 ركعات. صلاة العشاء 4 ركعات. لكو هل العشاء 4 ركعات. كذلك عندنا في كل جمعة نصلي صلاة الجمعة ركعتين في المسجد هنا مع الإمام مكان صلاة الظهر. Và hàng tuần vào trưa thứ sáu thì chúng ta sẽ có cuộc hành lễ Juma vào ngày thứ sáu. Điều đó thay thế cuộc hành lễ đó thay thế cho hành lễ Zuhur vào trưa ngày thứ sáu.